Đây là má tư ha quý vị chú anh chị. Có chừng lâu lắm. Tìm lâu hơn bên kia kìa. Anh Hải tìm lâu ha. Quên. Rồi đi má tư quên. Mới vui vẻ nha chị. Đây tới đó mình nở mình chưa rồi. Cây mai bữa nay cực đẹp luôn á chị. Anh hai tới luôn rồi. Bây giờ hỏi chưa tới nghĩ không kịp rồi. Quá đông vui rồi quý chú chị ơi. Chào anh hai nha. Cái trẻ khô, trẻ tôi mà anh ai đó. Trẻ đẹp quá. Hồng Lan hai. Hải vô. Anh hai vũ đứng. Thấy trai đẹp là đòi chụp hình. Khán giả bu anh hai Vũ Lưng giữ rồi quý cô chú anh chị. Trời ơi gì dữ vậy? Thôi buồn. Thôi có chị ba mình tin lên lỡ. Trẻ quá. Trời ơi, trẻ quá trời. Nè, tài lý của anh hai à, đẹp trai không phải là đẹp trai ghê không? Đẹp trai chứ. Đi vô. Dạ, né cho anh Hải vô cái. Má Tư lau rượu. Lau rượu hả? Má Tư lau rượu màu của chú Vũ Linh ha quý của chú anh chị. Buồn ơi. Hai máy à, xỉa hai bên luôn quý cô chú chị ơi. Tôi xỉa hai bên luôn. Dạ. Alo, sao chị? Chú Tiểu cầm đỡ giùm cái, chú Tiểu cầm đỡ rồi. Anh hai Tết vui vẻ anh hai ơi. Dạ. Hello anh hai nha. Quanh kia đi. Quanh bữa nay anh hai quá trẻ luôn. Đó giờ mà. Nói vậy không lẽ đó giờ mà anh nói trời ơi ông kìa ông bắt mẻ mình kìa trời. Ông già. Anh hai Tết năm nay đi xu riết luôn anh hai. 30 bắt đầu giao thừa là anh hai đi. Mai là luôn á Long An với lại Tiền Giang. Dạ. Mà từ hai điểm phía trên nha, anh hai làm phía dưới. Bình Dương.
Má Tư Tết, má Tư có đi show nào không má Tư? Không, có show bông trà thì có. Chị cái đó đủ cho tắt hay... Ừ. Không ai quay chị Loan hết trơn vậy? Không ai quay chị Loan ấy. Đây kẹt đường rồi chứ không có đi rẻ. Kẹt đường á. Chị Loan thì lên nhiều lần hơn má Tư với lại Hai. Em bấm gì mà cái má Tư lên là hết lần hơn cô Loan. Để em phải quay cho má Tư. Chị cầm giùm em cái không? Hôm nay tôi của cái nào cầm một cái hoa. Nhưng mà thằng chị nó mới chạy chị giùm em. Tết ba nhà là cái không được rồi ha. Rồi đây Hương. Chị ơi. Cái né vô đây chị, cái né vô đây. Có đảm bảo an toàn để mình đừng đụng. Lên tới luôn rồi. Lên tới rồi. Ô, chị ba Bình Tinh tới nữa kìa mọi người ơi. Đây nè, nó mặt kìa. Giờ anh đâu vậy? Ôi, chị nhỏ con chị tuột chị lẹ ghê không? Đẹp quá ha. Hôm nay gia đình đủ hết luôn ha, chú Tiểu. Tiểu thấy bữa nay là vui không? Hai quá vui luôn đó. Rồi chị ba Bình Tinh nè, với lại bé Long luôn nha, cô chú chị, rồi Hải đồ cũng có lên luôn ha. Con Sáu lên nữa. Con Long mộ cho cô Sáu luôn á. Kéo kéo bình bông ra, kéo bình bông ra. Đó, chị ba kéo cái bình bông ra, ừ đúng rồi, kéo ra ngoài á, kéo ra ngoài đi, chút để vô. Đó chị ba. Con gái cưng của ba Vũ Linh là Trần Thị ba Vũ Linh Quýnh Đích nè mà có thứ gì nói gì cho bớt đừng nói từng nói để em nghệ sĩ nói quay mấy này nhỉnh sống 200 hả anh quỷ định tính lại gì anh ơi đưa cho em cái chai tinh dầu sầm thôi. Ê, cầm giùm em đi, ai gọi trời. Trời ơi, trai nhỏ xíu đẹp vậy luôn đó. Dùng không? Anh chạy vô mẫu cái vô đường đi. Giờ chạy vô. Đáng qua coi ai đi tiền nha. Rồi, bắt đầu. Chưa.
qua cho anh hai bên đây coi. Anh kéo một cậu bông luôn mà anh hai. Ờ, chị ba chụp hình quá. Ở bà con ơi, có mình có chụp hình mình chụp xịt ra ngoài xíu nha bà con ơi. Ờ, chị ba. Né né một thời để cho mấy anh chị làm nha. Đúng rồi, quay mặt ra dán ra nữa. Đây nay bên đây là có lon, bên đây là có gì không cái mai của chị lon này là nay nở đẹp chưa ha mai đây mà tỉa lá thì mai mốt thì nó ra xinh xề Minh, bữa nay có cái mai này là sao nhiều cánh vậy ta? Mà nó mai cúc quá anh. Đẹp không chị Lâm? Đẹp không? Vuốt lại xuống nằm ai? Ok. Mẫu hậu ơi ra đúc nhang ba mẫu hậu ơi. Má đúc rồi. Anh hai đúc. Anh hai ơi.